Essa, alô, alô. Lô lô nghĩa nha. Lô Quân Lubu. Hello, cuối tuần vui vẻ nha. Hello hello. Hai quân Lubu nha. Mọi người ok, chờ đông đủ nữa vô chơi nha mọi người. Hello Nghĩa Dubai nha. Trời ơi, hello hoài. Hello bạn nha. Hello bạn. Cảm ơn nhiều nha. Buổi tối vui vẻ vậy mọi người. Hello, hello. Chờ đông đủ nữa. Okay, bữa nay mình sẽ tiếp tục chơi game này nha. Hiện tại là vẫn còn rất là nhiều chapter. Giờ đang chơi chapter bà ngoại nha mọi người. Hôm nay sẽ cố gắng xong chapter bà ngoại nha. Kịp thì chơi luôn chapter còn lại. Vi say đúng rồi. Đấy, vô em luôn nhá. Để các bạn khác vô thấy như xem luôn. Để menu không tưởng tôi treo nữa. Always us this way. Trời ơi, nay thua nó tiếng Anh đồ. Hết hồn chưa? Hết hồn. Này tiếng Anh với tôi à. Rồi nhá, đi xem nào. Thấy anh liếc vô liền. Hello Thái. Đầu Thái nha. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu nào. Hôm nay mình sẽ cố gắng phá đảo nhanh nhất nha. Về đi hả? What the fuck man. Về lại phòng toilet hả? Ok, về lại thôi. Đây. Lên. À quên, chỗ này nó bị ấy rồi. Trời ạ. Rồi, phòng toilet đúng không? Ok, để mình tranh thủ nha. Ok, cảm ơn Mary nha. Phòng toilet. Nhớ nhớ, nhưng mà đang đang tìm được về nha. Đang tìm được về. Hồi nãy anh bữa nhớ mình đi đường này nè, đúng rồi, cái cửa này nè. Ủa sao nó khóa rồi ta? Nó khóa rồi sao? Nó bị mấy dây xích đó, nó chặn lại hay sao á? Cảm ơn Mary nha. Ok, cảm ơn nhiều.
Hồi nãy hôm bữa mình nhớ có cái cửa nào mà xoắn xoắn á, bữa mình mới đi á ta. Sao giờ mất tiêu rồi? Rồi. Hello, hello Pi nha. Không mở được. Anh clip lâu chưa, mới thôi, mới vô nha. Từ từ nào. Để mình tìm xem. Ở đây có rất nhiều cái gương. Ok, đi tìm nè. Ok. Cũng khóa luôn. Tại sao? Hết hồn. Về phòng ha mà. Sao mà nó khó khăn mình thế? Ôi trời ơi, má ơi, một phát tôi ra công viên luôn. Một phát ra công viên luôn mọi người à. Méo hiểu. Rồi, tự do rồi, freedom rồi. Mẹ ơi, freedom rồi. Tránh đứng tối qua đâu à? Ủa, đánh sáng mà, bóng tối gì? Để bóng tối gì nữa? Trời ơi, trời sáng chung chân thế mà kêu đừng có đứng bóng tối quá lâu nữa, vô lại hả? Ừ. Cũng hợp lý đấy. Ừ. Để đi kiếm cái toilet nè. Rồi nha. Rồi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mình nhớ nó có cái đường đi mà ta. Sao khúc này không thấy đường nữa ta? Vô lại kiếm đường về đó đó, đúng rồi. Đang tìm nè. Rồi nha, đi tìm đường thôi. Chết cha rồi. Cái thằng này nó bảo hoảng loạn rồi. Nên. Như nào đây? Về chỗ đó chìa khóa bắt đầu chắc thứ hai đúng rồi, nhưng mà mình nhớ hôm bữa mình đi đường này vô nè. Kỳ ta, nhớ hôm bữa đường này vô mà. Ui. Má ơi, cái gì vậy trời? Ý thì bác vận độ không vậy? Ui, cái gì có vận độ không vậy trời? Hello bà Phong, bảo con trai nghe tôi chào đào nha. Ừ, từ từ nó tìm đường về đó. Trời ơi, cái gì thế này? Ok, tôi ổn định rồi. Rồi, từ từ. Mình nhớ được vài. Mình nhớ. Oh man. Càng đấy. Oh man. Sao nhạc lên dữ vậy? Shit. Rồi thôi tiêu rồi. Rồi xong luôn. Men thôi. Lại chỗ mới. Lại chỗ gì? Chơi trò mới ha. Đâu có. Trò này chơi hổng rày á. Ừ. Ê. Bà nội nó thiệt tình luôn. Ý là sao nó quay lại chỗ kia ta? Bữa mình nhớ là nó có cái đường để đi mà. Rồi. Sai đường là chết à. Ý. Nhưng mà cái đường về nó xích lại trơn rồi. Tôi nhớ hôm qua có cái đường mà xoắn ốc á. Có cái đường xoắn ốc á mọi người. Nhưng mà bây giờ như không vô được nữa rồi. À đồ, tại sao lại quay đây nhỉ? Rồi về chỗ bắt đầu chấp tới hai. Ok, đang tìm nè, đang tìm nè mọi người, đang tìm đường về đây.
Nên không có thuốc hả ta? Trời ơi má, ghê vậy. Không có thuốc à? Chết trời, tôi đi kiểu gì vậy? Ồ. Thế à? Rồi. À, lại qua chỗ này nữa rồi. Từ từ nha, à, chỗ này như quen quen á, hôm hôm bữa tôi nhớ tôi có đi rồi nè. Giờ tôi đi là thử xem. Tôi nhớ rồi. Chỗ này đây. Xe chứ xe. Ui. Rồi. Hello cá sấu nha. Giời à, ghê thật. À bà ơi. Trời ơi bà. Ui. Ui. Đồ. Má tụi ơi vậy? Phải đập gương à. Trời ơi má ghê thiệt. À, sao ghê vậy trời? Ừ ghê thiệt chứ. Từ từ nha mọi người, bắt đầu lại đã. À, bà này ghê quá. Về phòng tới đó, đúng rồi đúng rồi. Giờ trời ơi khổ ghê. Ấy có thuốc, có thuốc, trời ơi có thuốc, quên mình có thuốc mà, tại sao mình lại làm vậy nhỉ? Rồi đi gấp về thôi, đi về, mình có thuốc ở đây mà. Đúng rồi, ok, đi nha mọi người, không chạy là chết. Ừ. Ok nha. Không chạy là chết đúng không? Rồi ok. Chạy liền. Thiệt luôn á. Trời ơi. Rơi kiểu này không 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 bị thương là coi như tôi cũng nể hàng nhân vật lắm luôn á. Rồi rồi, lẹ đi, lẹ đi. Lê mê. Lẹ lên. Thuốc thuốc. À quên. Có cần đâu, tí tí đi. Let's go, về phòng đập gương bên tay phải bay vô. Ok nha. Rồi ok, cất cái này go, let's go, liền luôn. Ơi rồi vô liền. Ok mọi người, chấp nhận rồi, uống thuốc uống thuốc. Ok nha. Lấy đồ hả? Lấy đồ gì trời ơi, lấy đồ gì vậy mọi người? Gara đúng không? Ok, đi gara, gara, let's go to gara mọi người ơi, đi gara thôi. Ừ, nhưng mà trong cái bào thai sao á. Ok, ổn. Má ơi, ý, cái nến. Đấy, đúng rồi. Ok, hay. Thôi khỏi đi. Mình nghĩ chắc ổn mà. Giờ đi gara đúng không mọi người? Ok, đi gara nha. Đu game. Không thể lưu à. Không lấy đứa bé hả? Không lấy cái cục kia rồi. Ê, mở cửa coi, cái thằng này mở cửa cũng
mở cái cửa cũng lâu lắm rồi nhá. Ok mọi người, rồi bật đèn cho sáng sủa lên. Rồi đây đúng không? Ok à, tới cái này à. Rồi xoay đi, anh đứng mong tối quá lâu hả? Khi gì mà đứng mong tối quá lâu, mới làm chút xíu mà nó tự đứng mong tối rồi, sao vậy? Rồi khoan uống thuốc cái. Thôi ờ tự chơi đi. Ok, cái này là gì đây? Ờ cái gì cái là cái gì? Ờ xem xét cái gì vậy trời, cái này là cái gì vậy? Là giấy à? Ơi khó hiểu nha. Chìa khóa một cánh cửa. Rồi ok thôi, ngưng đi ngưng đi. Ôi má 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 má, bà ơi bà ơi, bà ghê quá. Đấy tôi nói mà. Ok let's go. Ngày này ai ống chuông thế? Come on. Ui tắt gì vậy? Ơ bà ơi, bà đứng ngoài đường chi vậy? Ui ui nhìn ờ ngắt điện mẹ rồi, làm ăn được cái gì nữa nha. Rồi rồi ok let's go. Ở gì đây? Ờ làm cái gì? Cái phòng này là cái gì đây? Ui sợ đấy, không đùa được đâu. Ờ như thế nào nhờ? Đi đi hả? Không bật được nha. Ok đi nào. Ôi da cái gì thế này, cái gì thế này? Bữa lửa bật lửa đâu, nó không sáng lên. Nói chung là đi vô cái phần cốt truyện chuyên sâu rồi, nó không cho bật lửa rồi mọi người. Ôi cái gì đây, cần cả hai tay đi dùng thứ này à? Nhớ em báo mấy cái anh kia không? Nhớ mà giờ anh quên rồi. Trời ơi thế mới tức chứ. Hello hello Dũng nha. Ok bây giờ lấy cái ảnh nào. Ok vậy là ảnh nào nè. Ờ thua ơi thua nhớ không, ảnh nào nhỉ? Rồi cảm ơn Ân nha, cảm ơn Subene nha. Chị Ti ơi hả? Chị Ti hả? Chị Ti ổ khoa hả? Không 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 chưa nãy giờ thấy Ti nha. Ừ nãy giờ chưa thấy, từ từ. Gì vậy? À, cái gì? Là sao ta? Không, mình nhớ cái hình này đâu. Mình nhớ không phải là hình này đâu. À, mình nhớ là nó là cái hình nào đây? Hình như là hình này nè, tôi nhớ có cái hình này nè. À, để ra file nhắn bả, có Facebook luôn à? Hay vậy? Trời mấy bạn nhanh hơn tôi nữa. Không, từ từ chừng nào rảnh, nhiều khi đang bận thì sao, cứ 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 không sao đâu. Để mình nghiên cứu thử rồi. Cười ghê, lấy cái búa đập nữa. Xếp ra thứ tự trong phòng đó à. Ờ, tới gọi luôn. À vậy à, tìm mấy bức tranh hả? Tranh nào hợp lý nhờ? Phải dán cho đúng đúng không? Hình như nó có mấy cái tranh này nè. Ý chứ mà rất nó chỉ nè mọi người.
sao ta, cho nè, lấy số cho tay không cho thôi khỏi gì á. Thôi khỏi nha. Không sao đâu, chờ từ từ. Ủa có ai biết không vậy? Rồi. Trời ơi, lại phải nhờ đến YouTube sao? Ơi YouTube sao? Có ai nhớ phòng tranh này là thế nào không? Anh xếp thứ tự với mọi người. À, nghĩ chứ. À, lụm lên được được luôn à. Tôi lụm bức tranh lên được luôn. Không xảy ra, không có gì xảy ra cả. Ủa đây biết không vậy? Bức tranh đúng không? Anh thử xem, anh thử xem tờ giấy ha. À, tờ giấy à, tờ giấy hình như nó chỉ có đồng hồ thôi. Rồi chữ E đọc hơi không liên quan lắm, đi đường khác. Nếu chưa giải được về phòng toilet lại, từ từ đã. Chắc phải có gì đó để giải được, để mất công. Nếu chưa giải được phòng toilet lại hả? Thế à, tí giải nó sau cũng được hả? À, từ từ nha mọi người, chưa giải được đâu hả? À, nó chưa giải được à. Manh mối đâu mà giải chứ. À, manh mối mới giải được đúng không? Rồi 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 rồi, vậy là phải có manh mối mới giải được. Tại mình nhớ nhớ đâu ở khúc đầu đầu game mà nó có cái thứ tự á, cái khúc mà trong phòng kia. Từ từ để thử nha, tôi thử thôi chứ không được tôi về. Rồi này, để đây đi. Ê, rồi hỏi ra chắc là không được rồi. Cái khúc mà mình nhìn vô cái lỗ á, cái búa cầm lên rồi sao lại bỏ búa. Ơi rồi, có đồ đập phát lên luôn à. Rồi xem nào, rồi một cái hình mà mạc cái ấy sao ta, đâu 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 có cái hình đấy không ta. Hình này nhạc lên đúng không? Rồi nhắn đây rồi nhé. Ý rồi, còn cái nữa, cái ở giữa là cái hình nào ta, ở giữa là em xem coi, ở giữa ha, ở giữa hình nào giống ta. Ở giữa chắc bên này đâu, rồi hôm qua không chụp lại, từ từ để đang lục lại trước nè. Rồi mọi người để lục lại trước đi, đó là cái hình như, hai hình, hai còn cái hình giữa, để coi lại nè, hình giữa. Cái này không, này chắc không phải rồi. Hình nào ta, hình nào đây,
Thôi mình thử lụm này về, bỏ này xuống. Anh ở ngoài kia, ở ngoài à? Đấy, để lên, lên. Ở đi. Rồi, không xảy ra cả. Ở ngoài hả? Chỗ hành lang hả? Hành lang à? Ở đây nè. Không, thương té. Hình như hình này nè. Hình như hình này nè. Từ từ nghe, để tôi bỏ đi xuống trước ra. Rồi, cái này lấy ra đi. Này bỏ ra. Bỏ xuống. Bỏ lên. Rồi. Oh man. Chính xác rồi. Chính xác. Thấy chưa? Được chưa? Ôi ôi, bóng dáng ai đây? Ai vậy? Bây giờ bà ngoại à? Trời ơi bà ngoại, bà ẩn mình hay gì vậy? Bị thiếu túi truyền dịch mọi người ạ. À, thiếu túi truyền dịch rồi. Để đi tìm. Ừ. Phải bà già kia không? Rồi cảm ơn Sun nha. Thiếu túi truyền dịch nè. Ở đây có đường nào đi đâu? Đó có túi à. Phải ra ngoài tìm rồi mọi người. Mình nghĩ là phải ra ngoài tìm á. Rồi ok nha, coi như cái này xong nha. Thiếu cái túi truyền dịch. Nói rồi không nghe. Ừ. Thì sẵn mở luôn có sao đâu. Rồi nha, đi lên, đi lên nha. Rồi ok nha mọi người. Ừ. Giờ thiếu đồ rồi. Chết cha chưa? Thế mình tìm ở đâu nhỉ? Cái túi truyền dịch nằm đâu? Túi truyền dịch nè. Về phòng toilet. Toilet, đúng rồi. Toilet. Toilet thôi. Gấp rút. Lấy thuốc nữa đi, lấy thuốc không? Không cho lấy thuốc à. Ê, rồi. Rồi. Ê. Ê. Cái gì mà hoảng loạn vậy? Có chút xíu mà cũng hoảng loạn nữa, ghê thiệt. Nhân vật gì đâu kỳ quá, chút xíu cũng hoảng loạn nữa. Rồi. Rồi lú game, ngon lành. Ra chỗ cái rương lúc đầu tôi nói đằng sau quay. À, thế à. Cái gương lúc đầu hả? Ê, không được, thằng này nó hoảng loạn rồi kìa. Thôi mà khoan từ đi. Dùng thuốc hoài là không tốt đâu. Rồi. Ra chỗ cái gương đúng không? Đây. Bật đèn lên. Tại sao mày cứ tắt đèn hoài thế? Rồi. Đây chứ gì? Chơi lưu game. Rồi cảm ơn nhiều nha. Ừ, cảm ơn nhiều. Từ đi tiếp ra. Cái gì vậy? Ui. Nhanh. Nhanh lên, chạy lên, đập đi, đập đi, rồi xong luôn. Ê, thế bà già vậy mà hăng dữ vậy trời. Thế phải nói tôi biết là bà già mới tới chứ. Trời, mọi người không nói tôi biết trước gì cả. Thế chứ phải nói với tôi là bà già mới tới chứ. Trời ơi, thế mà dài đâu mà dài mà hăng dữ vậy trời. Ở bà này còn hơn Randy đó mọi người. Làm tôi bắt đầu muốn bữa nào chơi lại game Granny rồi đó. Thế bữa nào tôi chơi lại tôi trả thù. Thế sao mà từ từ đi, từ từ. Vỗ tay cho kiên nào anh em. Trời ơi, vỗ tay đi. Truyền động lực đi anh em. Ngồi xuống, nhanh lên, truyền động lực đi, nhanh lên, nhanh con mẹ lên, nhanh con mẹ lên, nhanh con mẹ lên,
Nhanh con mẹ lên. Nhanh lên mẹ lên. Nhanh con mẹ lên. Rồi xong. Ơ mẹ ơi. Mẹ thiệt. Nó đập rồi mà kỳ quá. Gì mà ho dữ vậy trời. Ta ta. Ủa. Ủa. Ủa sao. Ủa. Kìa. Ủa. Ổng chết mọi người ơi. Hi hi. Làm sao mà chết được. Được rồi kìa thấy chưa. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Anh em vỗ tay nhanh lên. Tôi cần những chàng vỗ tay nào. Thấy chưa. Đã nói rồi mà không ai tin tôi cả. Vỗ tay, vỗ tay, đúng rồi, vỗ tay. Ơi chết cha. Tại sao lại có mấy cái cảnh này trời. Bộ nó muốn tôi mất nít sớm hay sao á. Rồi. Thơm luôn. Đèn cày quá trời luôn mà không xài được. Ừ. Bạn tìm thấy bài thơ kỳ lạ. Khoan. Đèn cày hả, một đống luôn rồi mà cái túi đồ chút xíu à, méo hiểu game luôn á. Ta mang kỳ cục. Không luôn em được. Rồi nha, rồi nha. Sợ chứ, bóng tối là điều khiến tôi sợ nhất đấy. Rồi. Ôi trời ơi, ánh sáng chân lý à, hay gì đây? Ánh sáng chân lý à. Sao ta? Trời ơi. Mình không có đâu. Đồ mình đã như hết rồi, như full đồ rồi. Chán ghê ấy. Bỏ bớt đồ ra nữa. Này. Này làm sao nhỉ? Ánh sáng luân hồi á, vậy hả? Ghê không? Qua cụm Kala xoay. Qua lụm cái xoay à. Cốt mấy cái sáng như phim lâu lại. Ờ trời trời ghê quá. Qua lụm cái xoay kìa đâu đó. Cái xoay à? Trời tôi bị gì vậy trời? Xoay đâu? À xoay xoay xoay. Quay đi. Đây đúng không? Rồi. Xoay cơ khí. Ok, bây giờ mình xoay cái gì nhỉ? Bây giờ mình xoay cái gì nhỉ? Ok, qua gì ta? Man. What the? Thế là nhiều chỗ xoay nhờ. À, này bị hỏng rồi, không được. Thế nhiều chỗ xoay thế. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì? Nhảy xuống hả hay gì? Là không, à như mình mở cho toàn bộ sáng chân hết ở dưới đúng không? À, chắc vậy rồi. Thế là thiếu tay quay. Tắt lửa đi, tắt lửa đi. Hao quá. Đúng rồi. Chuẩn con mẹ luôn. Ê, ai mở cửa vậy? Ờ, rồi. Xoay đi. Ok nha. Rồi. Let's move. Ok. Ngoại đừng có vô đây nha. Chết con đấy. Rồi. Cái gì? Ánh sáng thiên đường nữa. Trời ơi, mọi người nghĩ sao ấy. Vừa có tôi toàn trù tôi không à. Thiệt luôn á. Rồi. Rồi nha mọi người. Cái gì? Từ từ đi, để làm tiếp nè. Rồi. Rồi. Cái cuối. À chưa còn hai cái. Tối dữ vậy trời. Đã chỉnh sáng cao nhất rồi nha. Game khôn ghê luôn á. Rồi. Vô đây. Rồi ok mọi người. Văn Nhật Nguyên Thư hả? Hello bạn nha.
Sao trùng hỏi mình luôn vậy? Hay thế. Xoay xong chết hả? Tại sao? Ủa đùa à? Ôi. Xoay. Ây trời mấy viewer chù tôi quá nha. Ừ chù tôi quá. Rồi làm sao nữa mọi người? Thì đi xuống đúng không? Xong đi xuống. Từ từ nha. Hết rồi. Thì đi xuống thôi. Đừng làm tôi hết hồn nhé mọi người. Đừng làm tôi ngạc nhiên nhé. Chết đấy. Bấm F5 coi. Không cho lưu. Má game mà. Ôi dồi ôi. Cái gì thế này? Gì đâu mà mắc không vậy? Để lấy cái gì? Xuống là ú òa nè. Ôi dồi. Khoan bây giờ lấy cái gì mọi người? Ôi lấy cái gì vậy? Má ơi. Tiêu không là không có cái lỗ là sao? Cái lỗ gì? Xem tờ giấy kìa à. Xoay bị sai hả? Sai hả? Xoay bị sai cái gì? Từ mọi người để xem thôi. Thiệt luôn á. Cái cơ chế bấm nút này mắc cười ghê luôn á. Ôi khó hiểu thật là không chỉ mở ba cái cửa chỉ mở ba cái cửa thôi chỉ mở ba cái thôi hả à gì chỉ xoay đúng ba cái thôi trời ơi là xoay đúng ba cái thế mới khiếp chứ ý, trời ơi thế biết cái nào nhỉ. Thế cái nào mình không xoay vậy à vậy mở cái nào nhờ có ai như tôi hết trơn á tự nhiên không đi đi xoay hết trơn à người ta mở đúng ba cái tôi mở trơn luôn má sung thiệt rồi tiếp xem xét quốc quốc kỳ vậy chưa đọc mà nó ấy chu sai môn tự nhiên cái khúc này để tiếng Anh lên nè ghê thiệt rồi không biết gì luôn rồi ok mọi người bây giờ mình mở cái nào khoan nhau giờ mình tôi đứng góc này nè đó bây giờ tôi đứng góc này nè để mọi người chỉ cho dễ nha ừ đây đây xoay hết lại đi ơ kìa tắt à? À chờ xíu ừ khoan bây giờ tôi đứng như này nè đó 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 giờ chỗ nào cần đóng đóng lại thôi cho nhanh sao lại đi tiện thì không đi tắt lại chí theo tòa game tôi để đây á như nào nhỉ đứng chỗ sáng hồi nãy xem tờ giấy đứng chỗ sáng hồi nãy xem tờ giấy ha cái tiếng cửa gì mở ghê vậy mọi người tôi có cảm giác bất ổn thì sao ui ok tại đây đang đang chờ tôi xem giấy xe kia xem nào không coi rồi nó không có liên quan gì hết trơn á trời má đừng nói bà ngoại lên như này nghe trời ơi trời sáng trưng trưng thế mà để xem thử cứ xem trước đây có gì nhắn nhớ gì báo mình liền nha từ từ tôi đang đợi nè từ từ nha mình không hấp tấp đâu đứng, đứng đứng từng cái cột đi cái cột đi tới cái cột đi à thế à. Cái cột á hả tới cái cột mà có cái lỗ xoay cái cột có cái lỗ xoay à
Nào nhỉ? Ở đây nhiều cột lỗ xoay lắm. Sao ta? Cột nào đúng rồi. Cái nào cũng có hết. Ừ đó. Đi từng cái đúng không? Rồi rồi rồi. Đi đi đúng không? Rồi rồi rồi. Vậy tôi sẽ đi trước chỗ này nha. Bây giờ mình tôi đi cái góc trong cùng trước đi. Rồi, chỗ này. Giờ từng cái nè đây. Ở chỗ này. Tắt đúng không? Ok, tắt. Đấy. Được chưa nhỉ? Hay là nó chiếu vô mấy cái gợi ý ở dưới ta, ở dưới mấy cái xác treo này nó có cái giấy dán á, đường đi ngang hả? À rồi hết đường luôn rồi, không luôn phải không? Đây nó có liên quan đến mấy cái hình ở dưới không ta? Đứng im hả? Rồi rồi rồi. Thì đứng ngay chỗ tối luôn á. Quay ra lại hả? Nó chiếu cho mấy cái ở dưới ra, đúng rồi. Nè. Hình như là nó chiếu cho mấy cái hình ở dưới á. Hình ở dưới chắc nó liên quan tới tờ giấy gì nè. Hình như nó liên quan đến cái hình ở dưới rồi đúng không? Rồi mình đang đợi nè. Trời ơi, má đố khó nhỉ. Game này giải đố hack não đấy. Mấy cái ô vuông vuông trong hình nó phải không ta? Cũng có thể lắm. Vì tôi cứ cứ xem lại nha, để mình đi thử coi sao nha. Trong lúc chờ thì mình đi coi thử đi. Tiên quay lại. Ý. Rồi. Đi xem nào. Cái này nè đúng rồi đúng không? Cái này là trống phải rồi. Này là cũng không phải. Cái này chắc phải đóng lại nè. Ôi, cảm ơn Tư Hạ nha. Đúng không ta? Theo cái hình này, theo cái cục này là cái này không phải. Rồi cái gì đây? Ơi màu đen là đúng rồi. Xíu đây đúng rồi. Rồi cái này chắc đóng cái này nè. Từ cầu thang lên đi qua đây đối diện thôi. Để làm thử coi. Trong lúc chờ đợi mình sẽ làm thử trước để tránh để lâu. Làm gấp nữa. Rồi mình sẽ qua đây. Giờ tôi sẽ qua đây đóng lại thử nha. Cứ thử xem. Rồi. Làm tuần tự thôi mọi người. Này khó nhìn nhỉ. Rồi nhá, rồi nha. Cái này chắc cũng phải đóng luôn, cái này không liên quan nè. Cầu thang lên đi đây đúng không? Cầu thang mà đi bên đây hả? Cầu thang. Chơi chỗ này không ta? Sao tôi nghe tiếng cọt kẹt hoài mọi người, nó cứ không ổn sao á.
Có ba cái đúng không? Tôi đang đang tìm đường rồi mọi người. Từ từ nha. Rồi, chỉ có ba cái thôi. Cái gì vậy? Tiếng gì? Con mắt là cũng phải. Giờ đóng con mắt luôn. Ủa, thằng này chưa đóng hết ta? Thằng này là đi lên là ngay góc này luôn hả? Dạ đóng bằng này luôn. Ấy còn một cái nữa đúng không? Họ biết đúng không nữa? Rồi ba cái, ừ đúng ba cái luôn à? Hay nhỉ? Cái này một cái, rồi cái này nữa. Cái con mắt là sai rồi nè. Con mắt là sai rồi. Con mắt là sai rồi. Rồi. Đấy. Còn một cái nữa đúng không? Trong đó có hai cái gần nhau. Cái nào nhỉ? Còn còn đóng hết. Hai cái gần nhau là cái nào? Bây giờ còn hai này thôi. Thế nào ta? Hai cái gần nhau hả? Hai cái gần nhau. Là cái này sao? Cái này không? Chắc nó rồi. Rồi. Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Như vậy là đúng chưa? À, cái ghế nó kêu cọt kẹt à. Rồi, cái này sai. Cái này lỏng đúng rồi. Ôi. Bướm là không phải. Cái nào gần nhau ta? Ôi, giải đố này căng thiệt á mọi người. Cái này con mắt là không đúng nè. Nào ta? Ui rồi. Con mắt hả? Khoan 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 khoan. Ủa là con mắt à? Hay sao? Cái này là không đúng đúng không? Rồi, đóng. Ơi. Trời, má tiếng gọi kẻ ghê quá. Hình nhìn tờ giấy để giải xem mà. Ừ nhưng mà sao mình làm theo rồi á? Từ từ nha. Xem từ từ để xem, tôi xem nè. Bây giờ nó đứng ở vị trí này đúng không? Giờ là nó phải một với hai không? Từ từ nha, để xem lại xem. Center hả? Ngày đi với ngày đúng không ta?
Ôi, có gì kìa? Được rồi. Ở đâu? Được chưa? Ủa, có gì kìa? Tôi nghe tiếng rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đi xuống, đi xuống. Được, đúng không? Tuyệt mẹ vời luôn. Đi xuống, đi xuống. Ui, cái gì thế này? Sợ ghê. Đi rồi. Tôi đang ở đâu đây? Ok nha, đi tiếp nha mọi người. Hành trình còn dài lắm. Má ơi, chơi game này muốn chạy chật luôn á. Ok, let's go. Rồi ok, mọi người ra trên đường đi nha. Rồi xong, mở cửa về phòng nè. Kiểu nào cũng về phòng. Rồi, đi thôi. Ừ, về phòng mà. Nó đi vô cố vào. Ơi chết cha, hoảng loạn nữa rồi. Ở qua đây nữa à. Như mẹ ơi, tôi biết đâu nữa. Trời ơi, biết đâu nữa trời. Đang lưu à. Ờ, đi đâu nữa trời, chùa ơi, đi đâu nữa rồi. Xuống dưới kéo bị hù là sao? Đi đi được. Ôi ôi, ủa thua đâu rồi? Rồi xong phải. Trời ơi thiệt luôn á. Ủa vô đó đi đâu nữa? Việc dở gan không thể tránh được thì đó. Tự nhiên sai gì rồi? Ủa bạn thua đâu rồi? Ở kìa, mất tiêu rồi. À, ra rồi hả? Cái gì? Về đường nào này mọi người? Khoan, về đường nào nữa nè, tạm tạm ngưng đi. Đường nào đã? Xuân ra rồi, Xuân ra rồi à? Trời ơi, thế sao? Còn mà còn bạn thua nữa. Trời, những người quan trọng đi rồi sao? Từ từ nào, để coi đi đi đường nào nè. 1, 2, 3 là chạy thấy bà luôn á. Có em nè, Itachi vậy? Đi đường nào Itachi? Ờ đi đường nào vậy? Đi sai là bị xử á. Trời ơi, ở vậy không dám đi nè. Em biết đường nào không? Giờ đi đường nào vậy? Hello, hello, đi đường nào nhỉ? Ừ, giờ đi đường nào mà Itachi? Ờ, tôi bộ khó nha. Hay rối rối rồi đó. Ui. Thế đưa con tao qua đâu nè? Trời, Itachi á. Itachi đâu rồi? Ừ. Tôi sẽ đi đường nào ta? Tại khúc này hết đơ rồi. Hello. Ok, thôi đi đại rồi. Ủa chết cha, nó có, ủa bấm ngưng mà nó có luôn tiến trình nè. Ê, từ từ, tải vào chơi luôn nhanh phút cái cuối ra.
Thì ghê chứ, đã bấm ngưng rồi. Cái bạn tôi đi dỗ con rồi đó, mình phải đi trước thôi. Đi thôi, đi nhanh lên, tốc độ lên, tốc độ luôn, mở rồi, mở. Trời ơi, mở cái tủ thôi mà như cái xịt vậy. Rồi sao? Rồi từ từ. Trời, bà nội nó thiệt tình luôn á, quá đáng. Rồi bỏ đi, đập kiến. Rồi qua đây. Thấy chưa, tôi bảo mà, tôi uống phí thuốc ghê luôn á. Đây đi đại đó mọi người. Rồi ok, good good good. Ok đi nha. Hello bạn bè nha. Trời ơi. Giờ mới gặp. Rồi bây giờ mình đi đường nào nha. Ơ kìa. À đi xuống. Cúi xuống, cúi xuống. Cúi xuống, cúi xuống. Đúng rồi. Trời ơi. Tôi đợi một lúc rồi tôi mới nghe tới chi nhắn á. Ok, để đi nè. Rồi đi thôi. Ôi gì đây, một vũng nước. Nhà toàn mấy cái đường ấy âm công mà. Ừ má, đường ấy âm ghê luôn mọi người. Ôi rồi ôi, con mẹ ơi, cái gì thế này, ngờ ngợt luôn. Chơi xong mà tôi ngờ ngợt cái game này luôn đấy. Ơi rồi rồi rồi. Nhà toàn mấy đường ấy âm. Rồi đi nào, xoay đi. Rồi ôi cái gì thế này, đừng nói rồi nhá. Rồi kéo lên rồi. Cái gì vậy? Ui cái đây. Ủa con dao làm gì ở kia? Con dao làm gì vậy? Ủa con dao chi? Anh có la bàn chưa? Chưa, game này không biết có la bàn hay không nha, nhưng mà hiện tại là chưa. Ấy đi đường nào nữa, đi tìm đi anh. Từ từ, đi đường nào nữa ta? Từ từ mọi người, cục đường rồi, cục đường rồi. Không được, trong bóng tối quá lâu, nhảy xuống chứ không sao. Cũng phải, từ từ đi mọi người. Hình như nhảy xuống á, đúng rồi, hình như phải nhảy xuống mọi người ơi. Vậy là phải nhảy xuống. Ok để đi nào. Đâu 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 rồi, đây đây đây. Ôi nhảy xuống sao, chán thật. Rồi cứ đi lại thôi mà, có khác gì nhau đâu. Rồi nha. Dạ, vô đây à. Coi từ, để núp núp trong này chứ đi. Để tôi coi tiếp coi đường nào nữa, để không ra có hù có chết luôn á. Rồi nhé, bây giờ mình sẽ đi đâu đây?
Giờ đập kia đập gương tiếp thôi. Chắc cũng vòng vòng đâu đó. Từ giờ đào. Nói chung là tìm đường cho chắc đó mà. Ok, let's go. Anh quay lại chỗ này hả? À. Rồi ơi, chạy chạy. Ôi trời, lú ghép rồi. Tuyệt vời. Đúng luôn. Đúng ý anh rồi. Trời ơi, má ơi, ai đứng đó vậy? Rồi, cất đi. Trời ơi. Uống thuốc, uống thuốc. Ok, uống thuốc vào. Rồi. Dục mẹ cái viên thuốc đi. Gì ta? Ây da. Ý. Rồi. What took you so long, Nói chung là Jack? cầm đồ vơ nhức đầu ghê luôn á. You know when tea time is. Thì là You sao? always find a way to be late. Were you in your Ui. study room again, scribbling Rồi. nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more Rồi than sao bà me. nào đây chơi với bà ngoại hay gì vậy? I know you tire of me. Oh Trời yes. ơi. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. Đợi nói chuyện hết hả trời. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. I'll wait here, George. Em sẽ chờ anh đây sốt. Trời ghê vậy chứ. Bà luôn bây giờ. Cái gì? Trà đào hư lắm. Chứ tòi hù anh kia. Hù hư ghê á. Rồi nu game. Chết cha. Quá loạn nữa rồi mọi người. Đi thôi đi thôi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Tới công chuyện. 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 Rồi đi. Ủa mà tự nhiên bạn tua đi đâu rồi ta? Thất lạc rồi. Rồi ạ. Đấy. Đi về còn đường này thôi chứ sao nữa. Rồi em ơi, từ từ đấy. Để mình coi. Để xem mình có đi hướng nào nữa đây. Về phòng đúng không? Giống đường như sao? Giống đường cũ vậy anh. Đi đường cũ mà. Thôi. Rồi cảm mày theo. Đấy. Ơi chết cha rồi. Hoảng loạn nữa rồi. Nhanh lên. Ui đừng đứng bóng tối quá lâu nha. Đừng đứng bóng tối quá lâu. Chết đấy. Ui. Let's go. Cẩn tóc lên. À, khoan. Hình như phòng bên đây nè. Rồi ok nha. Ui. Thuốc. Yes. Rồi. Bỏ đi đi. Ok. Đạp 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 đạp. Yes. Ui trời, lưu game rồi. Tốt quá. Gì đây? À, túi truyền dịch. Ok, đúng cái anh cần rồi. Mọi người ơi. Rồi. Trời má đừng nói tôi à. Ơi cái này là mất nét đấy. Không đùa được đâu. Ui cái cảnh này là không có được. À, tìm căn phòng để mở cửa. Trời ơi có cần phải quay sát không trời má. Mất nít chết luôn á. Cái này không đùa đâu trời. Gì đây? Chìa khóa à. Hai lớp vu nữa ghê thiệt chứ mẹ ơi. Rồi. Ok. À, khoan từ từ mọi người. Để đứng đây coi coi còn đi đâu đi đường nào nữa. Để suy nghĩ xíu coi. Say một ly là đi ngàn dặm luôn á.
Rồi ok mọi người, để mình coi đi đường nào nữa. Như thế nào nhỉ? Rồi. Quên. Quên tí tôi để cam ngay đó nữa, ghê thiệt chứ. Một gậy cảnh báo kia là khóc lóc. Chính xác. Tự nhiên tôi để ngay đó à. Quên, tôi bất cẩn nha mọi người. Rồi, chìa khóa nào mở được nó? Ai biết. Đồ, thế à? Nhặt lên nè. Gì đây? Cũng băng rồi. Ui. Quá trời bình oxy luôn. Trời ơi, má ơi. Kẹt cứng à. Một gậy cả. Đâu rồi, thua Benia đâu rồi? Trời ơi, những người quan trọng đi hết. Ồ. Ai vậy? Anh nào đây? Ôi rồi ôi, teo con mẹ rồi. Hello anh, em không có nợ nần gì anh hết. Ôi anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ơi trời mẹ ơi. Thôi mẹ mất nít gì chơi đó. Trời ơi. Đùa không à. Rồi vậy là sai rồi. Có đường để chạy ha. Đường nào ấy. Ui. Chật chỗ luôn á mọi người. Từ nha. Có đường để chạy rồi. Tại chạy đào không á. Không là mình giống như là mình chạy thẳng một mạch luôn hay sao mọi người. Rồi nha. Rồi đi 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 gấp luôn. Nhanh lên. Rồi. Lấy cuộn băng. Lấy cuộn băng. Bye bye anh. Em đi đây. Ơi. 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 Anh ơi. Anh ơi. Anh. Rồi xong. Trời ơi. Thấy cha đó xong đóng cửa chạy lại á. Trời ơi, thầy nói sớm đi. Trời ơi, mấy chú này đợi đến lúc mà tôi bị ban nít rồi mới nói không à. Trời ơi, thế đi. Chết luôn. Là đóng cửa lại đúng không? Trời ơi, đóng cửa lại đó mọi người. Trời ơi, đóng cửa lại đấy. Ủa alo, em có biết đâu, sao đứng nhìn, đang kiếm, đang nhìn đường đi đó, ổng đứng ngay đó luôn á, tôi không biết đi đường nào luôn á, xong rồi có viewer nói phải đóng cửa, trời ơi, rồi ổng có, trời nè 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 nè, mấy cảnh nhạy cảm mà mấy mấy chú này cứ, rồi rồi vô nhanh lên, lề mề quá, mở có cái cửa thôi mà cũng ngồi mọ nữa. Rồi đi rồi nha mọi người, đóng cửa đi rồi rồi đóng cửa ông lại ấy đi rồi. Đại đẹp trai đứng nhìn hả? Trời ơi, ủa mà các bạn thua gì đâu rồi ta, tự nhiên mất tiêu rồi. Hello anh, đóng cửa đây, đóng cửa, đóng cửa, dạ lên đóng cửa đi. Rồi nhá. Hello Su, hello Su nhé.
Xong chưa? Rồi trời biết nào. Trời ơi. Trời tới chừng nào đập hết mấy cái kính chưa? Chưa đâu. Nói chứ ráng xong cái cháp này đi nha, rồi mai đánh cháp mới. Ồ, đi rồi. Anh yêu đi rồi mọi người. Anh yêu đi rồi nhá. Mới clip à, đâu có, một tiếng 10 phút rồi. Ui. Ai vậy? Con mẹ nào đây? Làm tôi bứng lọ đốc luôn. À, chơi mà chơi rình rình nó ghê quá. Kiểu này đi 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 tôi đi toilet chứ không dám đi luôn á. Ui rồi, ui. Thế đấy. Chết con mẹ rồi. Rồi uống thuốc, uống thuốc liền. À, giờ đây đánh chuông, giờ đánh chuông. Trời, má má nghĩ sao ấy. Rồi, đi thôi. Mới ru con ngủ xong, đi tới mồ rồi. Trời ơi. Tôi hả, lấy mới 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 thoát được cái ông mà con dao mà đầy mình á. Trời ơi, buồn ghê á. Lúc tôi cần bạn nhất các bạn đi mất tiêu à. Ok, tập trung nha. Lấy được cái bình lấy được cái gì nè, cái bình gì nè. Ừ. Rồi, bây giờ đi đâu nữa đây? Cái lô bà già nữa. Cái gì đâu bà già? Ờ, tao đi nãy giờ một khúc luôn á. Cho coi giờ đi nào nữa nè. Hình như là đi 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 xuống để coi đi nào nha, để tôi suy nghĩ xíu ơi. Lấy cái giấy chưa? Giấy mặt cười chưa? Rồi. Đây. Đó, đó, check check đi. Đó, check giùm mình cái đi tiếp nè. Ừ. Chắc đi cái đường kia mọi người. Từ từ. Ơi. Mọi người ơi, mọi người. Ở kìa. Ui. Thế đây. Sợ ghê luôn. Cái gì lắp bắp? Cái gì vậy? Hai lắp bắp. Gì vậy trời? Nhưng giờ tôi bị yếu tâm lý à. Rồi. Let's go. Trời ơi, thế đấy. Mình chắc phải quay lại cái chỗ kia hay sao mọi người? Từ từ nha. Vừa đi vừa suy nghĩ coi. Ê, đi hướng nào nè. Đi thẳng đúng không? Rồi rồi rồi. Thế nào nhỉ? À, rồi rồi, tôi biết rồi. Đang đi nha, đang đi nè. Ừ. Ui giời ơi. Như mê cung vậy. Không biết có qua được không đây. Rồi ok mọi người. À, thế giới mới luôn. Tuyệt vời chưa. Hello. Bà đừng có hù tôi nha. Hello bà già. Bà già đừng hù nhé. Bà già đừng hù tôi nhé bà già. Ui. Rồi. Nó không sao được video đó. Ờ. Đi à. Làm cái gì nhỉ? Ờ rồi cái hai tay động này à. Ủa cái này làm gì? Trên đêm tôi có lâu à. Úi trời. Chạy chật luôn á. Ui. Kho đồ có gì đâu. À khoan khoan khoan. Từ từ. Xem xét. À, rồi. À, như nào nhỉ?
Pha hả? Pha hả? Pha nước à? Gì? Sao mày kết? Không phải. Đi sai rồi. Thế nào? Trời ơi, vậy đường nào thua? Pha nước này. Không pha được. Không pha được rồi. Sao kỳ ta? Để bà tôi tìm làm hướng dẫn viên hả? À, quay lại gác đi hả? Là sao? Ở dưới nào nhỉ? Giờ nói sao ta? Ừ. À, bà đó chưa dùng được hả? Sao kỳ ta, sao mình nhớ khúc này sẽ làm được mà. Nước chứa nước nóng hả? Cái tivi mà lúc đầu cái máy ảnh đấy thì sao? Cái đó làm gì? Mày còn cái hai tay à? Hai tay à? Cần cái hai tay hả? À là à khoan, là cất cái này đi đúng không? Hai tay hả? À, cần cái hai tay kìa. Khoan khoan, từ từ nha. Ngồi xuống. Hãy pha trà mà cần hai tay nữa, đúng là tôn trọng người lớn hết sức luôn á. Pha cái đi trà thôi còn hai tay nữa. Một tay cũng được à. Game thực tế vừa vừa thôi nha. Ui! Trời ơi! What the fuck? I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're Ờ, made không mở hộp sẽ... Ây da, mẹ ơi! Ủa vậy là hết, ủa vậy là sai à? Ây, lì, lì hả? Trời ơi, ẩu ghê chưa? Ẩu ghê chưa? Cái gì đây? Tôi bị đâu gì đây? Ê! Ôi trời ơi! Rồi ôi, chết tôi rồi! Mở cửa đi! Ôi! Trời ơi! Ở bộ lò rồi sao? Rồi xong, tôi làm thịt thang rồi. Trời ơi, nhanh lên. Mở cửa. Ôi rồi ôi. Thế bà già ác ghê luôn á. Trời ơi, bà nhét tôi vô được luôn hả mọi người. Pha trà, đúng là bài học rút ra chúng ta đừng nên pha trà nha. Ừ. Rồi xong. Ô. Búa, 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 lấy búa, lấy búa. Ủa cái này này. Bây giờ lấy cái gì nữa mọi người? Có thêm cái gì nè? Ủa? Sao cơ? Và thua chỉ thì không nghe thôi, bây giờ tập trung nè. Cây xà beng. Làm gì nhỉ? Thế là xà beng để làm cái gì mọi người? Cái xà beng để làm cái gì? Lầm phải bỏ cái búa đi á, lầm phải bỏ cái búa đi á mọi người. Mà không biết cái búa ở đâu nhi nha. Phải bỏ cái búa đi á mọi người. Mở cửa hả? À để nó mở cửa gì nhỉ? Từ từ để coi mở cái gì nè. Hình như cái đó là để cậy cái gì á. Ừ. Đập kính ha. Cái khúc này mà anh đập kính đúng không? Đập kính đúng không? Rồi rồi rồi, rồi, rồi. Để mình nhớ coi là đập kính chỗ nào ta. Đập kính đúng không? Rồi đập kính xong lấy cái xà beng cái gì? À. Đập kính xong lấy xà beng.
Vậy là dạ đúng rồi, ok tôi biết rồi. Rồi rồi tôi biết rồi mọi người, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Từ từ nha. Rồi. Đi 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 đi. Ôi cha, sao nhiều đường vậy? Rồi. Ui. Kiến đi. Rồi. Rồi, lấy xe ben đúng không? Lấy xe ben, lấy xe ben, lấy xe ben. Lấy xe ben thôi. Còn thuốc, còn thuốc. Vẫn còn thuốc mọi người. Bỏ đi. Lấy xe ben. Rồi, ok. Rồi ôi. Chiếc búa được cất kiểu nhà kho hả? Nhà kho đâu? Trời, tôi có biết nhà kho nằm đâu đâu. Đùa à. Thiệt luôn á, cái búa chứ hình dai không được hay sao mọi người? Không hiểu nổi. Rồi nhá. Ê, cái gì mà sáng chói vậy nè? Rồi nha mọi người. Cậy đúng không? Trời ơi. Có la bàn là ngon rồi. La bàn kia. Rồi ôi. Má cái ngon nhất luôn. Rồi nhảy ra trốn luôn đi. Mở đi. Rồi cái này là gì đây? Ủa là bàn này là để mục đích là làm gì vậy mọi người? Là để xác định vị trí bà già hay là sao? Hay là làm gì? Ui. Thế là cái mục đích là bàn này là gì mọi người? À, phát triển vị trí của bà hả? Ây da, về bà bên phòng kia à. Vậy là khoan, bây giờ giờ lấy cái búa này mọi người, bây giờ mình đi lấy cái búa đã. Đó chỉ rồi đúng không? Giờ phải đi về phòng kho lấy cái búa. Tự nhiên cái búa mất tiêu rồi. Nó coi đường nào nữa ta. À, mình nhớ còn một chỗ. À đúng rồi, hình như là bạn đó để chỉ đường ngoài kia á. Vậy bỏ cái xà beng đi. Rồi rồi xong rồi nha, xà beng bỏ nha. Đeo xe đi, xong rồi. Từ cái kỹ chứ, sợ lắm mấy game này mà lơ mơ là chết. Tôi chết cha luôn game chứ vậy. Rồi xong luôn game rồi. Bật. Nhà kho ở đâu, nhà kho ở đâu? Đây rồi. Mở đi. Lê mê. Trời ơi má, mở nhà kho thôi mà cũng lên nhà cũng thấy sợ luôn á. Có mở nhà kho thôi mà làm quá. Rồi, đi. Đổi. Ý, không cần. Cái này cất đi. Lượm. Rồi. Rồi đi đi đi, lẹ 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 lẹ. Không không không. Rồi đi thôi mọi người. Uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc liền. Uống thuốc, uống thuốc. Rồi nha. Rồi lên. Cái cầu thang đường nào ta? Không không phải được, phải trong này. Chết con mẹ rồi. Hình như đây, đi đây này đúng không? Ôi má ơi. Rồi. Rồi nhá, bây giờ là bàn đâu? Rồi, đó bàn bên đây. Đi theo bàn đúng không? Tránh đường, tránh bây giờ cũng tốt quá đâu à. Cái này làm gì?
Đúng, đúng ha. Từ từ mọi người. Đi thôi, vậy đi thôi. Ừ, đúng rồi. Gây theo là bạn với mọi người. Ok. Đi thôi, đi thôi. Ấy, tôi nói mà. Trời, giống Silent Hill ghê mọi người. Đoạn này bị hù nè. Bị hù à? Thì không. Bị hù thiệt luôn à. Nói vậy ai dám chơi trời. Ôi kìa, sao có đá bàn nó dễ tung vậy? Rồi cứ đi theo là bạn chưa nè. Đi theo là bạn đi. Ừ. Đá bàn này mày chỉ cái gì vậy? Lúc mà đường này đường kia là sao? Không hiểu được. Ê, đi đây. Ê, đóng cửa mẹ rồi. Sao nó chỉ à, lấy đồ và lấy đồ. Được rồi. Trời ơi. Ủa à, ủa còn lấy con dao. Ê, gì? Lấy rồi. Trời ơi, tôi lấy rồi mà. Khổ khê. Lấy rồi mới qua được đây chứ. Lấy rồi mới mới lên gác lấy cái kia được. Thấy rồi nghe, sự có cái ông gì mà dao trên người đầy mình á, ừ tôi bị ổng bem mấy phát nè. Trời ơi, bởi thua nãy bận đi dỗ con nên đâu thấy cảnh này đâu. Rồi à, đây 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 đây, rồi ơi tôi gặp hoa tưởng niệm hay gì. Hu này hu hu nghĩa trang cái gì vậy trời, nửa kia là sao, đi theo bông hoa hả. Từ từ nha mọi người. Ở đâu à, đây 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 rồi, đây đây rồi nhá. Đi tiếp à. À kỹ cô anh đi theo bông hoa kìa đó. Cái gì kìa, ôi cái gì vậy, ôi lấy đi vào rừng à. Má ơi hoa đưa tôi vô rừng luôn à. Vào rừng hả. Rồi xong luôn. Rừng xong chưa. Ôi dồi ôi gì vậy. Ôi lấy hộp à, trời ơi lấy cái hộp thôi mà có cần phải làm chân thật gì không. Rồi đắp mộ cuộc tình hả, ship thôi hả, cái gì bạn rồi đồ chơi tàu không gian ứ liên quan gì trời. Lưu game rồi xong, cảm ơn nhiều. Có lưu game là được rồi. Tôi sợ không lưu nó mới chết. Rồi ok mọi người ổn nha. Công nhận cốt truyện bà ngoại ghê thiệt.
Rồi nha mọi người, từ từ nha. Rồi đi lên. Có liên quan đó anh, có liên quan đó anh, vậy hả? Từ từ để chơi tiếp đi rồi mình sẽ biết ha. Ừ. Rồi. Vô. Rồi là bông hoa nhỏ và xem phim mà. Ui. Gì đây? Ánh sáng của Mác Lênin à. Đâu gì trời? Nãy có ngồi sao nữa không mà lấy? Nãy có ngôi sao nữa mà không lấy, ngôi sao nào? Có ngôi sao không? Về nhà. Đấy. Đi đi, thôi cứ không cần đâu. Ừ. Trời ơi, mọi người làm tôi hoang mang nha, kỳ quá. Thấy không? Dạ được rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Ui. Má lại về đây nữa à? Ui, đường nào nữa? Trời ơi. À về xem phim hả? À, xem phim đúng không? Nó là hoảng loạn nữa kìa mọi người. Uống thuốc, uống thuốc. Chỗ bếp á. Sẽ phải đi đi về à? À tôi biết chỗ rồi. Ê. Đấy. Trời ơi. Khổ ghê á. Không không không, no no, không có đường này, đi hồi loạn sẽ rẽ phải. Không đi sai là chết, tự nhiên đi hồi mù đường luôn vậy. Ơ rẽ phải hả? Chết con mẹ rồi, đi lộn rồi. Tối tăm ghê á. Ủa kìa, tôi nhớ nó có cái đường gì ở đây mà sao tiện đi. Đi nè, mở cửa, đi 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 đi. Rồi đi đi, chần chừ gì nữa. Con tao thôi rồi. Ui giời, đấy ổn chưa? Trời ơi má, hết hồn luôn á. Ghê thiệt. Thở hổn hển luôn. Giờ đâu ta? À giờ vào vô đi xem phim không? Ê. Ôi trời 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 trời. Má ghê quá, ghê quá. What the fuck is that? Tắt đèn con. Ý trời ơi, tắt đèn con mẹ rồi. Ôi là bà muốn sắp báo động. Thuốc không có thuốc mới chết đó chứ. Rồi đi thôi, đi thôi, nhanh lên. Ổn chưa?
Ổn chưa trời ơi? Rồi thấy bình tĩnh lại rồi đó. Chắc bà già bấm chuông hay sao mọi người? Thiếu túi truyền dịch đấy. Rồi. Úi dồi. Đấy ngôi sao này mọi người này. Mặt trời chứ lộn. Rồi sao nữa? Lưu game rồi, ngon. Ngon. Khoan, cái chỗ này an toàn nè. Bây giờ mình đi đâu nữa nè? Cái gì mọi người? Để coi đi đâu nữa nè. Rồi nghe, bây giờ đứng đây nè, chỗ này an toàn nhất nè. Giờ coi đi đâu nữa để mình tiếc nè. Ok rồi nha, mình đứng đợi mọi người đó. Giờ đi đâu nữa mọi người? Anh đi đâu vậy? Trời ơi. Từ từ nha. Như là đi xem nào. À đi bên kia hay sao mọi người? Rồi thôi đi đi đi. Hình như là còn phải đi chỉnh. Ha, lúc cần thua đi đâu mất tiêu à. Trời ơi, tôi đứng tôi ngồi đi chờ tôi nãy giờ luôn á. Trời ơi, lúc cần đi đâu ấy. Buồn ghê. Thua đâu rồi? Ui. Đỡ hoảng loạn nữa rồi mọi người. Thuốc, thuốc. Lấy thuốc. Uống thuốc. Uống thuốc. Rồi. Ngon lành luôn. Rồi đi 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 nhanh 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 nhanh. Rồi. Ê! Lại nữa. Uống thuốc liền. Rồi 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 rồi. Cứ vô đi. Rồi vô. Rồi xong. Rồi ok. Về phòng gần gara. Rồi rồi mọi người ơi. Rồi, đọc. Một cái là mấy giờ? Một cái là 6 giờ, một cái là 3 giờ rưỡi. Một cái 12 rưỡi đúng không? Bà nội đó. Cái gì vậy trời? Ui. 3 giờ rưỡi. Đi. Không sao, bình tĩnh bình tĩnh. Sao nữa ta? Được chưa? Ui. Bà nội thiệt luôn á. Sai giờ Việt Nam rồi, được. Sai giờ Việt Nam rồi à? Thế giờ nào đúng nha? Hồi nãy thấy đúng giờ rồi mà. Một. Cái là 6 giờ, cái 3 giờ rưỡi. Còn cái kia là giờ nào? Cái kia là... Ê, 12 giờ rưỡi chứ đúng không? Đúng mà ta. Chỉnh hình nữa ha. Ôi trời ơi, trời ơi, má còn chỉnh hình nữa kìa, má ghê thiệt. Chỉnh hình nữa ha. Cái hình chỉnh sao nhờ? Phải không? Ôi chứ. Má gì cũng hoảng loạn nè. Thiệt sao? À, nghe lắp bắp rồi kìa mọi người. Ba cái hình hôm qua là hình vô lỗ đó. Cái hình vô lỗ hả? Là cái hình gì? Trời trời giờ sao đây?
Chết cha, nghe tiếng bà già rồi mọi người. À, cái hình đó, mọi người nhớ cái hình không? Game gì sợ quá. Từ từ, mọi người có nhớ cái hình không nè? Có ai nhớ hình không mọi người? Ôi trời má ơi, ghê. Thôi nhớ cái hình không? Thôi nhớ mà không có không chỉ. Nhớ mà không chỉ là sao? Cảm ơn Quang nha. Nhớ mà không chỉ là như thế nào? Sao nghe phủ thế? Ờ bị khóa. Chết mẹ rồi. Ăn ăn ở sao vậy? Ừ. Đến đâu rồi? Ê. Đi đến đâu rồi hả? Hình như nào đây? Ủa giờ đúng chưa? Đồng hồ đúng chưa mọi người? Lắp bắp kìa. Mà đại đi tới sáng cũng xong. Đúng rồi mà. Đúng rồi mà sao? Ui. Ui sao ta? Ủa? Hết biết đường đi rồi. Này đi đi đâu nữa ta? Ừ. Đi sao nhỉ? Lắp bắp kìa. Ui. Anh cho em xem lại cái hình. Chỉnh hình ngay lại. Bị khóa rồi. Nó khóa hình rồi mọi người. Bị khóa luôn. Bị khóa cả rồi. Ôi. Không đi đường này và thì đi đường khác. Có cái gì đó để mình đi chứ nhỉ? Hay là hay như thế nào nhỉ? Đúng hết rồi ta. Ừ đúng hết mà sao không đi được? Không. Tôi nghĩ như vậy nè. Thử. Có khi nó là một cái đường gọi là lòng vòng á mọi người. Không giờ khóa luôn rồi. Không sửa được luôn nha. Từ từ. Mình thử đi coi. Hình như là mình phải đi, hình như phải đi theo thứ tự hay sao á. Mọi người check lại thử coi có nghe nói không vậy. Có nghe rồi, lắp bắp này, quay lại à, hay như thế nào? Giống game phòng lập hả? Ở chết cha. Ừ có lưu game được rồi đó. Thế như thế nào nhỉ? Anh có bị bà ngoại dí không? Có nha, mấy lần rồi. Em bây giờ khúc này thì sao em nhớ không? Bây giờ khúc này sao Thư nhớ không? Thư ơi, nhớ hết chi tiết sai quay lại. Hình như là phải đi đi sao á, như đi lòng vòng hay gì nè.
Ừ, hình như là phải đi theo cái thứ tự gì á, nó mới dẫn mình tới cái đường mình cần đi với mọi người. Lắp bắp, lắp bắp là sao? Bạn cần hai tay dùng thứ này hả? Là sao? Thấy chỗ nào khác quay ngược lại. Anh lượm được tờ giấy chưa ạ? À? Có nghe nói không? Nghe. Nói cái gì? Ê là ai nói? Bạn thua nói gì hả? Thì sao thua nói sao nghe nè? Vậy thua thì thua nói đi. Hai cửa. Sao? Hai cửa sổ. Bà mẹ ơi, thế đây. Rồi cửa sổ nữa. Không, cửa. Ơi vậy. Mở cửa nào ta? Mày hãy mong gì thử thôi. Rồi đó. Tôi nghe tiếng lóc cóc là hiểu rồi. Ngâm nga, cái gì ngâm nga vậy? Tự nhiên bị khóa rồi. Hình như cái cửa kia nó. Ôi. Ôi, một vòng lặp thiệt rồi mọi người. Bà thua quạo rồi, đúng rồi nha, mở cửa sổ xong rồi nha mọi người, cảm ơn thua nha. Cảm ơn tôi nhiều. Về đi theo vòng lặp nè. Hèn gì. Hai cửa sổ. Hai cửa sổ đấy. Ổn lắm cơ. Một hai. Mọi ba ơi. Hello. Máy ghê quá mọi người ơi. Gì đây? Cần phải thấy à. Làm sao? Trời ơi. Bạn cần hai tay hả? Trời ơi, tắt đi. Rồi, để đây. Rồi phải bỏ cái búa ra. Trời má, bỏ cái búa ra thiệt à. Trời đất. Trời ơi, bỏ cái búa thiệt luôn rồi. Rồi ok mọi người, giờ mình lấy cái này đi đâu nhỉ? Ra đây đi. Ok. Tức là bây giờ tôi phải đi đâu nhỉ? Bây giờ mình phải đi ra đúng không? Giờ lên, tức là bây giờ mình phải lên lầu luôn mọi người. Hình như là phải lên lầu á. Nó có cái phòng, nó có cái giường em bé ở trên hay sao mọi người? Phải không? Hình như phải lên lầu á, vô toilet hả? À. Vô toilet đúng không? Rồi rồi rồi. À đúng rồi, toilet nó có cái gương á, đúng rồi, để nhìn đó trước đã. Ok, let's go. Ok đi nha. Chiếc búa cất vào nhà kho hả? Trời ơi. Ui. Bà ơi. Bà đứng đó chi vậy? Lấy thuốc. Uống thuốc. Uống thuốc liền. Cái gì nói chuyện vậy? Cái tủ lạnh nói chuyện à? À đù, ghê thiệt. Toilet có gương. Từ từ sao sao không đi mà nó cứ. Trời ơi. Cái gì vậy? Đóng cho tôi đi mọi người. Nắm cho tôi đạp, nắm cho tôi đi à. Tôi phải đứng nó nghe. Quần gì vậy trời? Tào lao thiệt chứ. Không cho đi. Mất dạy thiệt.
Tự nhiên không? Ơi. Nó tủ lạnh rồi. Sao? Sao các bác tôi đứng đó coi hoài ta? Cái gì vậy? Từ từ, nó không cho tôi đi mọi người, nó không cho tôi đi. Nó không cho tôi đi mọi người, nó bắt tôi đứng đây nghe nó nói chuyện kìa. Làm sao đây? À đưa này. Không được luôn. Nữa cứ nó cứ bắt mình đứng nó hoài luôn á. Đi đường khác. Mấy má này im coi. Điên thiệt. Tào lao thiên đế quá à, trời ơi luôn á. Tự nhiên bắt ta đứng nó nghe cho sợ chơi vậy á. Rồi. Ê chết con mẹ rồi. Toilet, 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 toilet. Rồi vô thôi. Vô. Ui. Đi vô rồi. Vô toilet rồi nha. Ui, gì mà tối thui vậy? Cục của mẹ đường rồi. Ui, thì đường nào đây? Coi đồng hồ. Đồng hồ à? Lá bàn chứ. Phải không? Lá bàn hả? À? Tùm lum hết trơn á. Coi đồng hồ hả? Đồng hồ hả? Đồng hồ đó. À, đó, đó, đồng hồ đó. Đây, đây, đây. Rồi. Có cái nào đi được đâu? Lùi lại coi đồng hồ trên đầu anh. Đây. Không có giờ. Sao có giờ giấc chân bảy? Thốn nhờ. Chết thật. Được rồi. Ừ, mọi người thấy chưa? Sao không có giờ đấy? Rồi lỗi game rồi. Lỡ đi sai là ăn xẹt đó mọi người. Không luôn được. Khoan. Ý là coi chừng sai là không có thiếu, hình như là sao ta? Trời mọi người. Đi vào cửa trái. Đi cửa bên trái đúng không? Rồi nha mọi người, từ từ nha. Để tôi coi coi. Nếu mà vậy là đi cửa bên trái đúng không? Giờ nè, bên trái đúng không? Đi. Không có giờ ta. Ui, không đùa được. Đi cửa trái rồi. Rồi phải đúng không? What the fuck? Có bị ảo ma không vậy trời? Rồi phải rồi mọi người. Chết chưa? Vậy là lỗi game rồi. Hẳn luôn phải không? Ui. Rồi thẳng rồi mọi người. Rồi ôi, sao kỳ vậy? Trái nữa hả? À, trái đúng không? Rồi rồi. Má ơi, con game lỗi lỗi rồi. Hello hello nha. Hello bạn Vi dạ Vi bóng 8 nha. Ừ thẳng luôn không. Trời đất.
Rồi, thẳng rồi. Sai rồi hả? Ok, em này chào tôi chưa? Trời, nãy hello mọi người rồi mà. Trời ơi, khổ ghê ấy. Vòng lặp hả? Đi đúng rồi. Ừ. Sao nhỉ? Nhưng không có ra cửa. Rồi, xong luôn. Và thế là hết. Ui trời ơi. Cái bóng mà. Bóng mà. Khó lắm nha, cái này khó nhìn nó biết ngay hướng nào lắm á. Vì không có kim đồng hồ trên đầu. Đúng rồi. Bây giờ kẹt luôn rồi. La bàn nó đi vòng vòng với mọi người. Cành hoa kìa. Ừ. Khổ ghê chưa? Không được đâu. Cái bóng nó cứ rơi yên đó à. Ui rồi, thế là chết. Chết mợ luôn. Hình như mình chưa có bật hoa hả? Lật hoa hả? Loa hả? Loa hả? Loa nào? Về phòng em bé đi, sống về được. Kẹt luôn rồi. Rồi xong. Bật lửa, đúng rồi, hiện giấy. Không cho bật luôn. Trời ơi. Đấy. Ơi già phải bật nè. Cái gì phải em bé nè. Về phòng em bé. Thấy chưa tôi nói mà. Nên, thôi chết rồi. Còn chút máu rồi. Tương tác đi trời ơi. Còn chưa tương tác nữa. Còn cái gương à. Về phòng em bé rồi. Rồi nè mọi người. 503. À được rồi này. 50373. Mọi người lưu lại. 50373. 50373. Mọi người lưu lại chưa? Rồi nha mọi người, nhớ mật khẩu giùm tôi nha. Rồi 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 rồi. Ôi tí nữa cho tin nhắn chứ gì. Mọi người tí nhớ nhắc mình thôi. Rồi đi 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 đi. File zero. Trời ơi, tiếng Anh nữa, khổ quá. Nhanh lên. Rồi, có giờ rồi. 50 50373 hả? Đầu tiên là bây giờ. 5. Đầu tiên là 5 đúng không? Trái. 5. Rồi. À, 0. 50 đúng không? Rồi. 50 rồi 3. 3 đi thẳng. Rồi. Rồi 7. Rồi. Rồi 3 đi thẳng luôn.
Rồi, đa tạ mọi người. Cảm ơn tua nhiều nha. Đa tạ đội ơn lắm luôn á. Rồi, xong chưa? End game chưa mọi người? Đừng có động vô. Cái gì vậy? Chưa hả? Kìa. Như vậy là chưa à? Rồi xong. Cuộc đời là hết rồi. Rồi. Cất cái này đi. Giờ sao đây mọi người? Rồi bà chỉ vòng vòng nãy giờ. Rồi nha, bây giờ là để xem nào. Chắc không có đúng không? Thôi kệ, đi luôn đi. Không cần suy nghĩ nữa. Tôi cứ suy nghĩ là nó sẽ lâu thêm thôi. Kệ đi nào. Let's go. Trời ơi, đừng đừng có ban nick tôi nha. Tổm lợm vậy là ban nick chết luôn á. Rồi đi 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 đi. Ở cửa. Đi thôi đi thôi. Ở kìa. Đi hồi sao đi ra bày nhầy luôn rồi. Mở cửa đi. Rồi nha. Ô. Rồi đi. Sai con mẹ rồi. Ui. No. Ôi giời ơi. Làm gì đi? Làm gì đi? Ui. Làm gì đi chứ? Ui giời ơi. Má ơi. Ui mẹ, ghê quá. Rồi. Sao nữa? Không được. Nó xong được nha. À, như phải quay lại đúng không? À, hình như là phải quay lại mọi người. Quay lại hả? Là mình đi đi đến phòng nào vậy tua? Là giờ đi phải đi đến phòng nào? À, chắc nó có chỉ dẫn mà ngoài đúng không? Để đi thử coi. Trời ơi. Còn bộ căng ấy. Về phòng toilet có cái lỗ chui hả? Chưa nha, bây giờ chuẩn bị xong chapter nè. Ok nha mọi người, vậy là mình chung chặng đường còn dài lắm. Ok, tôi biết rồi. Đi đi thôi. Let's go. Đừng chần chừ, đi thôi. Go baby. Trời ơi, cái gì đấy, dây rốn à. Ui, đang lưu game luôn. Ngon. Cái gì mà tối tăm vậy nè. Nè. Không thấy con mẹ luôn á. Ê. Cái gì mà tối tao không thấy đường đi gì nè. Rồi đi 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 đi. Rồi. Thiệt luôn, có tiện tối thui à. Nhảy đi. Sao không nhảy? Ừ. Trời ơi. Có cái lỗ chui ấy. Ừ, chui rồi nha. Mới chui xong luôn. Mấy anh game gì mà toàn chui toilet không à. Giờ nó vô dụng rồi. Ai? Ai vô dụng? Ok, đi thôi.
Rồi về phòng, bây giờ mình sẽ về cái phòng kia đúng không? Quỳ cái gì nữa đây? Bật lửa lên. Rồi gấp luôn. Gấp 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 gấp. Ui cái gì đây? Thực tế cần hai tay à. Ui game gì mà điệu đà vậy? Vô rồi. Cái này bảo em bé gì đâu? Ơi chứ bọn bé đâu vậy mọi người? Ơ kìa. Trời má cái này ghê nha, cái này là mất nít như chơi đấy, không đùa đâu. Khoan. Giờ giờ đâu vậy mọi người? Giờ mình đi hướng nào nha? Đi ra khỏi phòng rồi đi đâu nữa? Cái khúc này qua khá 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 căng thẳng đấy. Từ từ nha. Đi ra khỏi phòng rồi đi hướng nào nhỉ? Về lại phòng hồi nãy đúng không? Từ nha. Đi thử rồi. Đi bị xé luôn, bị xé xuống đó, về về chỗ đi, bị té xuống đó à. Rồi rồi, đi thôi con ơi, đi thôi con yêu. Đi thôi. Được, đóng bằng ngày máu đó là gì mọi người ha? Rồi đi nha, đi nha. Hết chưa? Ổn chưa? Vậy là xong chưa? Cái tượng thánh giá. Úi tượng. Cái gì vậy? Ôi. Rồi hả? Rồi xong lấy món đồ rồi. Giờ đâu nữa mọi người? Giờ lượm rồi nha, lượm rồi, giờ mới đâu nữa nè. Trời ơi đường, đường dài dữ vậy trời. À như về phòng em bé đúng không? Hình như về phòng em bé đúng không mọi người? Đúng rồi, như về phòng em bé đó. Về phòng em bé thôi. Let's go. Không, ấy là cái chapter thôi mọi người. Trời ơi má cái quần què nữa vậy? Quần què gì nữa vậy trời ơi? Quần què gì nữa vậy trời ơi? Rồi, vô. Làm nhanh lên, kẻo không chết mất. Rồi, nhanh con mẹ lên. Lũ game, chính xác rồi. Nghe gì nữa? Ở còn thiếu một cái à? Gắn cái ngôi sao mặt trời. Khoan. Hết chưa? Sao còn... Còn vẫn còn vài phần bị thiếu à? Quần gì vậy mà thiếu hoài vậy? Còn thiếu một cái à? Anh chưa thấy ngôi sao ở phòng pha trà. Chết con mẹ chưa? Còn thiếu à? Vẫn quay lại đó nữa. Trời, tôi nản vậy. Còn thiếu cái ngôi sao. Trời đất. Trời ơi sao buồn vậy nè, đó lúc quan trọng nhất luôn á. Đúng không? Trời thiếu ngôi sao hả? Đi lấy đi. Phòng nó nằm đâu? Không ra nằm đâu mọi người? Trời ơi. Thế mà hồi nãy tức nhà. Thế là đi bây giờ hướng nào nè? Cái ngôi sao hướng nào? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái phòng tivi dưới đúng không? Phòng bếp ở dưới phải không? Hay là phải đi hay là phải đi đi vô cái chỗ nào á? Bye bye mộng dần nha.
cái phòng mà bị bà đánh đó hả, đúng không, phòng bị bà đánh đó hả, là đi hơi 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 xa đó nha. Không, tức là cái chỗ mà bị bà quýnh đúng không, cái phòng mình pha chạy cho bà đúng không, hay là pha trà ở tầng dưới, tôi có nhớ đâu trời. Ừ rồi ôi, thiếu một cái quan trọng đi cho giữ vào. Ý là pha trà ở tầng dưới đúng không? Xem mở khán giả hoài. Cái gì tôi tây sinh là sao? What the fuck? Khoan, ý là họ đang hỏi lại vị trí phòng pha trà nè. Cái vị trí phòng pha trà mọi người. Từ lưu game cái đi. Không lưu được luôn, hay quá. Rồi xong. Lại nữa rồi. Cuộc đời đen đen quá. Không có. Ui. Mà phải chạy nằm đâu? Trời ơi, cái gì vậy? Tôi xuống coi. Giống giống giữa tôi station nè. Thôi 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 tập trung nè. Đang bí đường mà. Ui. Ra chỗ phòng tivi phòng tivi à. Này có gì đâu trời. Hello nha, hello. Ngôi sao nằm đây à? Thế à? Ở đâu? Ui. Thôi chết rồi. Đứng lâu nữa là chết. Từ từ để về phòng cho tĩnh tâm cái. Trời ơi. Khoan bây giờ vậy nè, bây giờ thấy đây nhưng lúc này phòng pha trà tôi mà tôi không nhớ. Phòng phòng pha có hai cái ghế. Hình như là để tôi sao ta? Phòng pha hai ghế hả? Hình như cái chỗ bà đập mình đó mọi người, cái chỗ mà bà quýnh mình á, cái chỗ mà hồi nãy bà bem tôi á, cái chỗ đó đó. Ừ. Đúng rồi. Là chỗ đó đi hơi cực nha mọi người. Là phải đi hơi xa đó. Ôi trời. Xa. Gần hết chapter rồi, chạy hả? Ok. Thế thì đi thôi mọi người. Từ từ, để. Đúng rồi. Ok, đi nha mọi người. Hơi xa nha. Rồi ok, cảm ơn tôi nha. Ui, phải bà kia, bà kia. Trời ơi, má vừa ra gặp bà nữa rồi. Hết thuốc nữa chứ. Có ai mà đen cho tôi không trời. Lại tinh thần này ổn định cái nè. Trời ơi, quên. Biết vậy nãy chỗ kia tôi lấy rồi mọi người. Phòng điện bị ngắt rồi, ok.
Đi nhanh thôi mọi người, mình đi nhanh thôi. Ôi cái cực đó nha, cho nó rồi à. Tại sao lại thiếu ngôi sao vậy? Trời ơi, đúng là những khoảnh khắc gọi là nhỏ nhất game luôn á. Thôi kệ để làm sao đâu, mình làm được mà. Nói chung là bấy cái vụ này tôi gặp hoài cái gì. Hôm bữa xong rồi nha. Đường nào ta, quên 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 luôn á. Thôi đi lẹ đi, để không tí nữa là bị hù nữa bây giờ. Không. Đây nè, đây nè. Đấy rồi, đây luôn rồi đó, không sợ, đường đứng tốn quá lâu. Ok, let's go. Tuyệt vời mọi người nhé, tuyệt vời mọi người. Rồi đi thôi, trời ơi có nhảy xuống thôi mà cũng phải màu mè vậy đâu. Cẩm rồi về xong lấy mở hộp nhạc ra. Đấy mừng chưa, tôi nói mà, everything is ok với mọi người. Bây giờ đi về thôi, gần hết cái cháp này rồi. Nói xong cháp mình đi rồi mai chơi tiếp nha. Rồi đi lẹ, tay chân nhanh nhẹn lên, tốc độ con mẹ lên. Nhanh 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 nhanh, không có thời gian, nhanh lên. Ôi xong, tuyệt vời, cảm ơn nha, rất cảm ơn luôn. Xong cảnh báo trò chơi không thể lưu tự động, hãy lưu thủ công nếu cần lú. Rồi rồi lấy cái nốt, lấy cái gì, chìa khóa cái hộp nhạc mọi người. Rồi xong, bật lên. Rồi một hành trình dài luôn á. Xong vậy đi đâu nữa, lấy cái đĩa xong. Lấy cái đĩa xong bay ra chỗ đường đi gara. Đường đi gara là vô gara luôn hay sao? Là đi vô gara luôn hả? À, phải mọi người, phải. Vô gara luôn à? Không hả? Đường nào nhỉ? Không là đi đường nào ta? Không. Đi qua cái gương hả? À thế à, rồi ok vậy đi đi đi, vậy đi liền thôi. Ok nha, bây giờ để tôi nhớ cái, tôi nhớ cái đường đi cái hồi nãy rồi tôi đi. Bây giờ phải đi xuống cầu thang trước, xong rồi chỗ có mấy người nhà ha, đúng không? Tôi xuống cầu thang xong đi cái, à là đi lại, là đi lại cái đường mà đi, hồi nãy mới đi đúng không? Hình như cái, à cái đường mà giờ vòng xoắn đó, hả? À đi cái đường vòng xoắn đúng không? À, nó có cái máy, cái tivi gì rồi tôi biết rồi, xa ở nhà hơi xa đó mà cũng liều thôi, hết cách rồi. Rồi đi chỗ máy nghe nhạc, mời cái tivi gì, trời ơi bấm chuông nữa, giờ này ai mà chấm chuông. Rồi ôi rồi
thế đấy. Rồi cây đi quay đi nha mọi người. Rồi tuyệt vời luôn, hay quá. Đi nhanh lên. Tới cái tivi bên cạnh cái loa phát nhạc đó, ok. Nhanh lên, trời ơi. Hóa công nhận game này giải đố căng nha. Rồi. Trời ơi, còn đứng nhìn sơ sơ lướt lướt qua nữa. Nhân vật điệu thế là cùng á. Rồi rồi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Khẩn trương khẩn trương. Thời gian là vàng. Vô. Vô luôn. Rồi. Xong. Rồi làm gì nữa? Ok, kìa, chàng này quen vậy. Nhìn đó. Chơi chơi đi đâu nữa mọi người? Quay xong vô cái gương nào? Cái gương nào? Trước mặt đó hả? Cái gì trước mặt? À đấy hả? Trời ơi. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Trời ơi, thôi chết tôi rồi mọi người. Trời ơi, chơi vậy sao ai chơi lại? Rồi đóng cửa luôn rồi, tuyệt vời. Rồi đi theo cái tiếng nhạc đúng không mọi người? Đi theo tiếng nhạc đúng không? Đi theo tiếng nhạc đúng không? Trên cùng hả? Trời ơi, má ơi. Nhức não ghê luôn á. Hát cái nhà làm game này nó rảnh ghê không? Nó thiết kế cái màn chơi hát não tôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui tiếng con gì vậy? Đồ má giờ chuyển qua nhạc gì vậy trời? Ui. Ui má ghê vậy? Rồi tiếng quái vật hả? Ủa gì vậy? Hết đường đi rồi. Hết đường đi rồi. Là sao trời? Ôi. Ôi rồi. Chưa. À, nhức não à. Cao dữ chưa? Sao tôi thấy trời 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 trời. Trời 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 má, đi đi sai là nhảy có lên vậy hả? Đi xuống tiếp ha. À đi xuống tiếp. Có thấy đâu. Từ từ. À đi sai nhảy có lên. Ôi trời. Sai rồi, đúng rồi, chạy gì vậy? Ơi. Ôi. Lên thôi. Ơi. Ơ ai vậy? Ôi ai vậy anh ơi? Anh ơi. Rồi à. Rồi xong hết đường đi luôn, hay quá. Có
Coi ông già kìa. Cái gì? Coi ông già nhã kìa là sao? Ôi kìa, hút này hết đường đi rồi sao? Không thể lưu à. Vậy đi sai đường rồi chứ gì nữa. Đi tiếp à. Khúc này hết đường đi rồi mà. À đi được à. Ôi trời trời má, mỗi lần đi sai đã lên nhạc ghê thiệt chứ. À, qua mấy cái khúc nhỏ nhỏ à. Lên lên. Rồi. Xong rồi. Tuyệt vời. Trời ơi. Rồi ơi lại nữa. Cái gì thế này? Ơi, luôn em, không luôn được. Không bật đèn được luôn, hay quá. Rồi, thôi rồi. Trời ơi, sao màu đỏ tươi vậy? Ui. Cứ đi đúng không? Rồi, rồi, rồi. Ê, tới luôn, tới luôn. Mở cửa đi, còn chần chừ nữa. Ảo ma thiệt chứ. Rồi. Nhìn cái lỗ. Không nhìn được à? À. Ra đây bậy. Ở ngoài kia đúng không? Trời ơi, má bà ngoại bà đứng ghê vậy trời. À, bà ngoại mà. Trời ơi bà ơi bà đừng nhìn cái lỗ nha. Ui. Ui chết mẹ rồi. Rồi, gì đây? Ui. Sao mình tôi comment không vậy? Trời ơi. Mọi người xem nhá. Ừ, tại vì thua là nhân vật chính mà. Trời ơi, là hướng dẫn viên mà, người quan trọng mà. Đó. Mọi người mà comment là trôi như sao? Đúng không? Cảm ơn tôi rất nhiều nha. Ui. Trời má cái gì? Trời ơi, con người ta nằm nheo nhóc đó bà làm gì á? Con người ta khóc in nổi kìa. Đúng rồi. Trời ơi. Con người ta khóc kìa. Rồi. Ra rồi. Cái gương, cái gương. Rồi tưởng niệm. Hết chưa? Kết thúc rồi rồi. Cảm ơn. À, tới về phòng điện bật bật lửa nữa. Kết thúc một câu chuyện. Ok. Thôi mai tiếp mọi người nha. Ok họp nha. Mai nha. Ừ. Rồi lưu rồi đi. Lưu. Đấy. Chấp nhận. Ôi cảm ơn rất nhiều nha. Mấy giờ hả? Ngày mai thì vẫn 10 giờ rưỡi nha mọi người. Sớm hơn thì có gì mình sẽ nó sẽ TikTok sẽ báo mọi người biết mà. Ừ. Tinh thần là mai 10 giờ 10 rưỡi nha. 10 giờ 10 rưỡi. Ngày mai là 10 giờ 10 rưỡi nha, khoảng đó đó.
Giống như hôm nay nè, hôm nay mình cũng 10 rưỡi mình lên, mình like nè. Ừ. Ok, vậy mai nha, mai nha mọi người. Mai tiếp chapter mới nha. Hình như là còn một cháp nữa đúng không? Mai có phá đảo được không? À, thua như là mai là hình như chắp cuối đúng không? Hình như chắp cuối đúng không ta? Hồi nãy mình thấy nó có ba cái bàn cân á. Đi bật hay ta đèn đã. Đi bật đèn à. À đi bật đèn à. Ừ. Bật đèn là phải đi xuống cái phòng điện đúng không trời? Trời tôi khổ quá. Rồi đi đi đi. Mới 5% mà vậy hả? Ừ. Thế đây. Đi xuống dưới hầm với kho để xuống phòng điện để lấy đồ rồi. Chắc tôi cúi ghê lắm vậy à. Ừ. Đường trong bóng tối quá lâu. Biết rồi, tránh nó bóng tối rồi nhưng mà bây giờ không có thuốc nữa nè. Cùng lắm để mai mai cũng được. Phòng điện nằm đâu vậy? Thôi để mai mai cũng được. Ấy. Không đúng rồi. Số phòng điện làm chi bật đèn hả? À? Không, ngắt điện rồi. Nha. Nè, nguồn điện nè. Nè đó. Cầu giao biết phòng điện rồi. Nên thôi đó chứ để mai đi. Ừ. Phòng điện á tình hình là hoảng loạn rồi đó. Ừ mai đi. Cái gì mai đi nha mọi người, để mai tiếp đi, mà bấm luôn đây trước đi. Ừ rồi mai nha, vậy cái gì mai cho tiếp mọi người, ngủ ngon nha nha, cuối tuần vui vẻ nha, chủ nhật vui vẻ nha, hẹn người mọi người tối mai. Bye bye, cảm ơn anh em ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người ủng hộ mình nha, cảm ơn hướng dẫn viên nha. Ừ cảm ơn rất nhiều, mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Okay.